Số 763. Phật thuyết pháp thừa nghĩa quyết định kinh. Hán dịch: Pháp sư kiêm tổng trì. Quyển thượng. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Thế Tôn cùng 1.250 vị tỳ kheo ở tại Tinh Xá Kỳ Viên thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo tên Thậm Thâm Dũng Mãnh là người có giọng nói rất hay, khiếu hỏi về pháp giải thoát trước giữa sau đều thiện, đã ít mình và người tu hoàn hành viên mãn thanh tịnh, chắp tay lễ Phật thưa: Bạch Thế Tôn, lúc Phật ở trong vườn Na giảng thuyết nghĩa quyết định của pháp thừa ra sao, quy mong Thế Tôn giảng dạy cho chúng sinh được tỏ ngộ hội nhập. Đức Phật khen hay thay tỳ kheo: Ông đã hỏi được pháp sâu xa như vậy, đó là lợi ích lớn nhất không thể nghĩ bàn. Ông hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Như Lai sẽ giảng rõ. Lúc đó Như Lai nói pháp tứ đế nghĩa lý sâu xa không cùng tận. Như Lai giảng năm uẩn, năm thủ uẩn, 12 xứ, 28 giới, 12 duyên sinh, 4 thánh đế, 22 căn, 5 thiện, 4 thiện, 4 định vô sắc, 4 tam ma địa, 4 niệm xứ, 4 chánh đoạn, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 thánh đạo, 16 cách niệm tâm, 4 quả thanh văn, 10 lực của Như Lai, 4 vô sở ý, 4 vô ngại biện, 18 pháp bất cộng, 32 tướng đại trường vô, 80 vẻ đẹp. Phật bảo tỳ kheo: Đó là nghĩa lý quyết định của pháp thừa. Tỳ kheo thưa: Bạch Thế Tôn, năm uẩn là gì? Phật bảo: Năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức uẩn. Tỳ kheo thưa: Năm thủ uẩn là gì? Phật bảo: Năm thủ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức thủ uẩn. Tỳ kheo thưa: 12 xứ là gì? Phật bảo: 12 xứ, nội xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, ngoại xứ, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Tỳ kheo thưa: 18 giới là gì? Phật bảo: 18 giới, mắt, sắc, nhãn thức giới, tai, tiếng, nhĩ thức giới, mũi, hương, tỷ thức giới, lưỡi, vị, tư thức giới, thân, xúc, thân thức giới, ý, pháp, ý thức giới. Tỳ kheo thưa: 12 duyên sinh là gì? Phật bảo: 12 duyên sinh là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập lý duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử vi khổ não. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử vi khổ não diệt. Tỳ kheo thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Phật bảo: Mô vô minh là ngu si tâm tối, không có trí tuệ sáng suốt, không biết trước giữa sau trong ngoài, không có trí về nghiệp quả, nghiệp quả không có trí về nghiệp thiện ác, nhân quả, pháp nhân quả, không có trí về duyên duyên sinh, pháp duyên sinh, không có trí về Phật pháp tăng, không có trí về khổ tập diệt đạo, không có trí về hộ thiện, không hộ thiện, không có trí về thiện, không thiện, pháp thiện, không thiện, cho đến pháp thiện, không thiện của ái, không có trí về thế gian, xuất thế gian, pháp xuất thế gian, thế, không có trí về y chỉ, phi y chỉ, pháp y chỉ, phi y chỉ, không có trí về hữu vi vô vi, pháp hữu vi vô vi, không có trí về quá khứ hiện tại vị lai và pháp quá khứ hiện tại vị lai. Tỳ kheo thưa: Vô minh duyên hành là gì? Phật bảo: Đó là thân khẩu ý hành. Thế nào là thân hành? Thân là chỗ nương dựa, chỗ nhìn các pháp tạo tác chuyển động. Thế nào là ngữ hành? Đó là nói năng hiển bày phân biệt so sánh về thật tánh các pháp. Thế nào là ý hành? Đó là những sự yêu thích suy xét giữ gìn nương tựa của tâm. Hành duyên thức là gì? Phật dạy: Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức. Thức duyên danh sắc là gì? Phật bảo: Danh sắc là danh là bốn uẩn thọ tưởng hành thức, không phải là sắc. Sắc là hình chất, thể của nó là bốn đại. Bốn đại là gì? Phật nói: Đó là đất, nước, gió, lửa. Thể tướng sai biệt của bốn đại là gì? Tánh của đất là cứng, tánh của nước là ướt, tánh của lửa là nóng, tánh của gió là động. Danh sắc duyên lục nhập là gì? Phật nói: Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhập xứ. Lục nhập duyên xúc là gì? Phật nói: Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, xúc. Xúc duyên thọ là gì? Phật nói: Đó là mắt tiếp xúc, sinh ra thọ khổ vui, không khổ vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng thế. Thọ duyên ái là gì? Phật nói: Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ái. Thế nào là sắc ái? Tâm tham đắm không chán tất cả các sắc đáng ưa thích, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ái cũng thế. Ái duyên thủ là gì? Phật nói: Đó là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã ngữ thủ. Thủ duyên hữu là gì? Phật nói: Đó là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Dục hữu là gì? Đó là năm đường thuộc trò cõi dục và các cõi trời tứ thiên vương: đau lợi, dạ ma, đau xúc, hóa lạc, tha hóa, tự tại. Sắc hữu là gì? Đó là các cõi trời phạm chúng, phạm phụ, đại phạm, tiểu quang, vô lượng quang, cực quang, thiệu tịnh, vô lượng tịnh, cực biến tịnh, vô phân, phước sinh, quang quả, vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cứu cánh. Vô sắc hữu là gì?
đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Hữu duyên sinh là gì? Phật nói chúng sinh do ái thủ làm duyên mà có năm uẩn, sống ở đời tạo tác tùy thuận trôi nổi, tất cả các sự sẽ biệt và thủ đều từ uẩn. Mạng là từ gốc thọ thân. Thế nào là sinh duyên lão đưa đến chết? Phật nói đó là bốn đại thay đổi, các căn hư hoại, thân thể yếu kém, cử động mỏi mệt. Sự học hiểu ngày một chậm lại, khi thân thức chúng sinh sắp lìa các căn sắp hoại thì tâm tánh mê mờ, không hiểu biết về cảnh giới. Vị tỳ kheo lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp bốn pháp thánh đế là gì? Phật nói đó là pháp khổ thánh đế, tập thánh đế, chân thánh đế, đạo thánh đế. Khổ thánh đế là gì? Đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, hoại khổ, thương yêu xa lìa khổ, oán thù gặp gỡ khổ, cầu mong không toại khổ, năm ấm chấm trái khổ. Khổ tập thánh đế là gì? Phật nói chúng sinh ái đắm nơi thế gian hữu và những gì tạo ra hữu, tùy thuận tham dục. Khổ chân thánh đế là gì? Phật nói dùng đeo trí tuệ chặt đứt không còn chút tâm ái thế gian hữu và những gì tạo ra hữu, tham dục thâm nhập thắng nghĩa chân thật như lý tịch diệt. Khổ đạo thánh đế là gì? Phật nói đó là tám con đường thánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư tưởng, chánh niệm, chánh định. 20 căn là gì? Phật nói đó là năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; năm căn tính tấn, niệm định tuệ; năm thọ căn khổ, vui, mừng, lo, xả; ba căn vô lậu, vị tri, đương tri, dĩ tri, cụ tri và ý; mạng, nam nữ; năm tam địa là gì? Vì tam đám sâu xa, thân năm phút này cho là đáng yêu thích, không hủy tổ nên chạy theo dục nhiễm, chấp trước mọi thứ, không hiểu nó là hư giả, vọng chấp cho là thật. Vì thế phải quán sát đúng như thật về thân năm vóc đó, đều do bốn đại hòa hợp sinh ra, chuyên tâm suy xét, ăn trụ ngộ nhập nơi hiệu định, đó là trí thân định. Với như nước từ trên núi chảy xuống khắp nơi, do phân tán nên không còn nước mà đất lại khô cạn, lúc ấy có vị trời từ hư vọng, từ hư không nói vọng: nếu người cần nước thì ta có dòng nước lớn tự nhiên vọt ra, trong sạch mát mẻ, nước thích ý, nước ấy tươi nhuận không bao giờ hết. Lợi ích sinh từ trí thân định cũng vô cùng như vậy. Tỳ kheo hãy quan sát suy xét kỹ thân này là không thật, đường tham ái. Giống như bốn loại hoa sen xanh vàng đỏ trắng xinh đẹp khả ái: ưu đàn bát la, bát đầu ma, co bậc đà, bôn trà loại ca, đều mọc từ nước, nhưng cũng từ nước mà hư hoại. Cũng thế thân này thì biến đổi hư giả không thật. Tỳ kheo hay làm thanh tịnh các nghiệp thân, ngữ ý hiểu rõ như thật, an trụ trong pháp định, với tâm thanh tịnh quan sát tất cả thân đều không bền chắc. Ví như trưởng giả và con trưởng giả trang sức đủ loại cho báu, y phục tuy xinh đẹp nhưng thể chất không bền chắc, người trang nghiêm bằng thân ngữ ý thanh tịnh mới là bền chắc. Tỳ kheo hãy quán sát suy xét kỹ thân năm vóc này là pháp hữu vi vô thường, hãy luôn suy xét trong bốn an nghi, đi đứng nằm ngồi thanh tịnh, định trí giữ gìn vững chắc. Tỳ kheo lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bốn thiền định địa là gì? Phật nói đó là một ly sinh hỷ lạc, bỏ tất cả phiền não dục nhiễm; hai là định sinh hỷ lạc, bỏ tầm tư điều phục chướng nhiễm; ba ly hỷ diệu lạc, tức an trụ trong phương tiện, đặc biệt làm việc lợi ích; bốn sở niệm thanh tịnh, bỏ hết khổ vui, hàng phục tâm thiện ác, bỏ niệm khổ vui, tu tập phương tiện viên mãn thanh tịnh. Bốn định vô sắc là gì? Phật nói đó là một không vô biên xứ định, xa lìa hết sắc tưởng, giữ tâm bình đẳng an trụ như thật; hai thức vô biên xứ định, cái thức bên trong không biên vật, an trụ như thật; ba vô sở hữu xứ định, không sở hữu một pháp nào; bốn phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, không còn tưởng thô tế. Bây giờ thì kheo là bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bốn tâm vô lượng là gì? Phật nói đó là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm là gì? Nghĩa là lúc nào, bất cứ nơi đâu đều luôn tùy thuận tâm từ, tạo lỡ cho chúng sinh, không não hại, không oán kết, chỉ dạy chúng sinh bằng tâm bình đẳng rộng lớn, thương yêu cứ giúp chúng sinh như con đẻ, không phân biệt oán thân, làm cho chúng sinh đoạn trừ phiền não trói buộc, được giải thoát. Tùy thuận tâm bi hỷ xả cũng vậy, lại biết rõ về bốn thứ khổ vui, chúng khổ hữu khổ, chúng lạc hữu lạc. Thế nào là biết rõ chúng khổ? Đó là quan sát hiểu rõ chúng sinh đắm vướng nơi tham sân si, vì không sợ nhân tham sân si nên có ưu vi khổ não, siêng năng tu tập năm căn lành, xuất thế tính tấn niệm định tuệ, tuần tự được pháp tam ma địa, đó gọi là tỳ kheo, được lậu, được dứt sạch. Thế nào là hiểu rõ hữu khổ? Đó là quan sát hiểu rõ chúng sinh ít tham sân si, tuy ít có tham sân si nhưng vì không sợ tội của tham sân si
nên có ương bi khổ não, sẽ nên tu tập năm căn lành xuất thế thuận tự được pháp tam địa đó gọi là tỳ kheo, lòng được thiết sạch. Thế nào là hiểu rõ chúng lại? Chúng sinh hiểu rõ ba bất thiện căn tham sân si là nguồn gốc của khổ, nên dứt trừ hẳn, sẽ nên tu tập năm căn lành xuất thế thuận tự được pháp tam địa đó gọi là tỳ kheo, lòng được thiết sạch. Hiểu rõ về hữu lạc cũng thế, sẽ nên tu tập thuận tự được pháp tam địa như trên đã nói. Tỳ kheo lại bạch Phật và Thế Tôn, bốn tam địa là gì? Phật nói đó là: một, tinh hiệu thọ trì tu hành đúng pháp đoạn trừ tham dục; hai, tinh hiệu thọ trì tu hành đúng pháp không đạt các pháp môn vi diệu; ba, tinh hiệu thọ trì tu hành đúng pháp đạt trí hiểu biết sâu xa; bốn, tinh hiệu thọ trì tu hành đúng pháp diệu tuệ thanh tịnh. Thế nào là đoạn tham dục? Phật nói: tỳ kheo, lúc ở chỗ đông người trong rừng bên gốc cây, chỗ vắng lặng hãy an trụ thiền định, thường ngồi không nằm, phải quan sát thân này do 36 thứ hợp thành, tại của nó là không thanh tịnh, hư giả, không thật, đường thấm ái đấm vướng. Nhờ suy xét như vậy nên nhàm chán, này tỳ kheo, đó gọi là có thể đoạn trừ tham dục. 36 thứ là gì? Phật nói đó là 12 tướng bên ngoài: tóc lông răng, móng, nước mắt, ráy tai, nước mũi, mồ hôi, đất, ướt dải, đại tiện, tiểu tiện. 12 tướng ở giữa: da, máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, mỡ, mỡ miếng, não, da ngoài, màng. 12 tướng bên trong: lá lách, thận, tim, phổi, gan, mật, dạ dày, đàm, vỏ, đàm trắng, tạng, sinh tạng, thuộc tạng. Lại nữa, những thứ lúa gạo trồng trọt trong đất cũng không thanh tịnh, không phải tự nhiên có. Vì thế các ông hãy nhất tâm an trụ, dù ở đâu luôn suy xét như thật về thân này là bất tịnh, hư giả, phù phiếm. Tất cả tai mắt luôn tiết ra những thứ nhô uế, không bền chắc, rất đáng nhòm gớm. Nhờ vậy an trụ trong thiền định, tuyên hiểu thọ trì tu hành đúng pháp, đoạn trừ hết tham dục. Thế nào là thông đạt các pháp môn vi diệu? Phật nói: tỳ kheo, các ông hãy luôn thiền định, dù ở chỗ trống bên gốc cây hoặc ở chỗ vắng vẻ, thường ngồi không nằm, tu tập thiền định, hãy bảo hộ thương yêu chúng sinh, làm người chỉ đường cho chúng sinh thấu rõ các pháp hữu vi là hư giả không thật. Ví như hoa ưu đàm bát la, tuy sắc đẹp nhưng khi nở rồi thì không tồn tại được. Cũng thế thân này không bền chắc, vì vậy các ông ở chỗ trống hoặc bên gốc cây nơi yên tĩnh, hãy an trụ trong thiền định, luôn quán sát thân này là pháp hữu vi không thật như mộng huyễn. Hãy tìm phương tiện chỉ dạy chúng sinh, làm cho họ tin hiểu và tu thích tu thiền định. Này tỳ kheo, đó gọi là nơi tam địa tin hiểu tọa trì như pháp tu hành, thông đạt các pháp môn vi diệu. Thế nào là đạt trí hiểu biết sâu xa? Phật dạy tỳ kheo, an trụ trong thiền định, hiểu được pháp môn sâu xa rồi, luôn yêu thích giữ gìn ngày đêm buộc niệm siêng năng không lười biếng, dùng ánh sáng trí soi rọi tất cả nơi vô minh tâm tối, ví như mặt trời trong hư không bị mây che, khi mây tan thì được thấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi không chướng ngại. Cũng thế ánh sáng nhất thiết trí của thiền định sẽ trừ hết phiền não vô minh tâm tối. Vì thế các ông hãy suy xét kỹ, an trụ như thật ngày đêm có biến nhát, hãy giữ gìn vững chắc nhất thiết trí. Này tỳ kheo, đó là gọi là nơi tam địa tinh hiểu thọ trì như pháp tu hành, đạt trí hiểu biết sâu xa. Thế nào là đạt diệu tuệ thanh tịnh? Phật nói: tỳ kheo, các ông hãy chánh niệm an trụ, dù ở chỗ trống, chỗ vắng với gốc cây, thường ngồi không nằm, để bỏ hết những cảm thọ khổ vui, mừng lo xả, luôn tu thắng định viên mãn thanh tịnh. Đó là an trụ trong bốn tam địa, hiểu rõ bốn thứ, tinh hiểu thọ trì thông đạt là bậc đạo sư. Người thọ trì thông đạt là người an trụ hoàn toàn trong bình đẳng, quán xét so lường về trí nhất thiết trí. Như vậy tỳ kheo, khi ở chỗ trống, bề gốc cây hay chỗ vắng, các thầy đã bỏ được khổ vui, mừng lo, sẽ đạt giải thoát thắng định, viên mãn thanh tịnh, an trụ như thật trong bốn tam địa. Này tỳ kheo, đó gọi là nơi tam địa tinh hiệu thọ trì như pháp tu hành, đạt diệu tuệ thanh tịnh. Tỳ kheo, như thế gọi là bốn tam địa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết pháp thừa nghĩa quyết định kinh quyển trung. Bây giờ tỳ kheo thậm thâm dụng mãnh bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là trụ trong bốn niệm xứ? Phật nói: tỳ kheo, đó là quán nội thân, ngoại thân, nội ngoại thân đều là sắc nhớ uế, chánh niệm biết rõ ưu bi khổ não của thế gian, quán thở bên trong bên ngoài cả trong ngoài đều là các khổ, chánh niệm biết rõ ưu bi khổ não của thế gian, quán tâm bên trong bên ngoài cả trong ngoài đều là hư giả vô thường, chánh niệm biết rõ ưu bi khổ não của thế gian, quán pháp bên trong bên ngoài cả trong ngoài đều là vô ngã, chánh niệm biết rõ ưu bi khổ não của thế gian. Tỳ kheo, đó gọi là trụ bốn niệm xứ.
Tỳ kheo lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, bốn chánh đoạn là gì? Phật nói đó là: một, dùng sức tinh tấn đoạn trừ điều phục không để sinh khởi pháp ác chưa sinh; hai, dùng sức tinh tấn đoạn trừ điều phục tất cả pháp ác đã sinh; ba, dùng sức tinh tấn chánh niệm thọ trì sinh khởi những pháp lành chưa sinh; bốn, dùng sức tinh tấn an trụ phẩm chất chánh niệm thọ trì tăng trưởng những pháp lành đã sinh. Đó gọi là bốn chánh đoạn. Tỳ kheo lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, bốn thần túc là gì? Phật nói đó là: một, dục định đoạn hành đạt được mong muốn dựa trên suy xét là dục tịch diệt thọ trì điều phục đoạn trừ tranh luận; hai, cần định đoạn hành đạt được siêng năng dựa trên suy xét lìa dục tịch diệt thọ trì điều phục đoạn trừ tranh luận; ba, tâm định đoạn hành đạt tâm dựa trên suy xét lìa dục tịch diệt thọ trì điều phục đoạn trừ tranh luận; bốn, quán định đoạn hành đạt quán dựa trên suy xét lìa dục tịch diệt thọ trì điều phục đoạn trừ tranh luận. Thì cái đó gọi là bốn thần túc. Tỳ kheo lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, năm căn là gì? Phật nói đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Tính căn là gì? Nghĩa là tính số nhân quả luân hồi ở thế gian, tính hành chánh kiến, nghiệp báo sai khác, mười người tạo nghiệp thiện ác thì cho quả tương xứng. Dùng tính căn của mình hiểu biết như thật. Tấn căn là gì? Nghĩa là tinh thích diệu pháp, siêng năng tu hành đúng pháp. Niệm căn là gì? Nghĩa là dùng sức tinh tấn tịnh tu hành lành, luôn tu tập không thoái chuyển. Định căn là gì? Nghĩa là chuyển tâm vào một cảnh giới pháp không tán loạn. Tuệ căn là gì? Nghĩa là ở trong định quán chiếu tất cả, không đạt vô ngại. Tỳ kheo lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, năm lực là gì? Phật nói đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Tính lực là gì? Tính là nguồn gốc mà chúng sinh tọa trì pháp của Như Lai an trụ hoàn toàn không thoái chuyển, tinh hiểu tùy thuận tọa trì tất cả pháp sa môn bà la môn trời ma phạm thế gian. Tấn lực là gì? Nghĩa là dũng mãnh siêng năng, vững chãi an trụ trong pháp lành không mỏi mệt, dù bị khổ đau vẫn chịu đựng được, không bỏ xe pháp luôn cầu tiến. Niệm lực là gì? Nghĩa là luôn an trụ chánh niệm, nhớ nghĩ vững chắc không tán loạn, không quên. Định lực là gì? Nghĩa là hàng phục được nghiệp quả dục nhiễm và các pháp bất thiện cho đến an trụ trong bốn thiện tam muội. Tuệ lực là gì? Nghĩa là an trụ trong thế gian có chánh tuệ, tu hành đầy đủ thánh đạo, bỏ pháp bất thiện trừ gốc khổ. Tỳ kheo lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, và giác chi là gì? Phật nói đó là trạch pháp giác chi, niệm giác chi, định giác chi, tinh tấn giác chi, khinh an giác chi, xả giác chi, hỷ giác chi. Trạch pháp giác chi là gì? Nghĩa là phân biệt được các pháp bằng suy xét, lìa dục tịch diệt, thâu phục tranh luận. Niệm giác chi là gì? Nghĩa là chánh, nghĩa là chánh niệm tu tập các pháp bằng suy xét, lìa dục tịch diệt, thâu phục tranh luận. Tinh tấn giác chi là gì? Nghĩa là siêng năng tu tập hành lành bằng suy xét, lìa dục tịch diệt, thâu phục tranh luận. Khinh an giác chi là gì? Nghĩa là đối với các pháp bỏ sự thô nặng, thân tâm nhẹ nhàng, dựa trên suy xét, lìa dục tịch diệt, thâu phục tranh luận. Xả giác chi là gì? Nghĩa là đối với các pháp bỏ phóng dật, tâm tịch tỉnh, bằng suy xét, lìa dục tịch diệt, thâu phục tranh luận. Hỷ giác chi là gì? Nghĩa là vui vẻ thọ trì các pháp bằng suy xét, lìa dục tịch diệt, thâu phục tranh luận. Tỳ kheo lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, tăng thánh đạo là gì? Phật nói đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến là gì? Dùng chánh kiến thông đạt, hiểu rõ những cảnh giới, thấy được có thủ xả, nghiệp thiện ác, quả báo của nghiệp thiện ác, những nghiệp thế xuất thế của chúng sinh cho đến các quả báo tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, đời này đời sau, thiện hạnh vi diệu, tên tu phạm hạnh đoạn trừ hẳn hoặc chướng, những gì cần làm đã làm hoặc đạt bờ giải thoát. Chánh tư duy là gì? Dùng trí tuệ phân biệt lựa chọn để ba nghiệp thân ngữ ý không bị lỗi lầm. Chánh ngữ là gì? Đoạn trừ hết những lời nói dối, nói thô dịch, nói lời ác, nói lời hở hai lưỡi. Chánh nghiệp là gì? Chúng sinh đoạn trừ sát sinh, trộm cướp, dục nhiễm. Chánh mạng là gì? Nhận những y phục, ngoại cụ, thức ăn, thuốc uống để nuôi mạng, sống không bằng tài mạng. Chánh tinh tấn là gì? Dùng mạnh phá diệt ma phiền não, luôn siêng tu hành lành. Chánh niệm là gì? Nhớ những pháp thiện đã tu trong quá khứ, luôn thọ trì không nhầm lẫn. Chánh định là gì? Tâm an trụ trong chỉ quán tịch tỉnh có lay động. Tỳ kheo lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, 16 tâm niệm là gì? Phật nói đó là: một, niệm tâm hòa hợp bình đẳng, biết rõ như thật; hai, niệm tâm tương ứng bình đẳng, biết rõ như thật; ba, niệm tự tánh của pháp hòa hợp bình đẳng, biết rõ như thật; bốn, niệm tự tánh của pháp tương ứng bình đẳng, biết rõ như thật; ba, niệm pháp tăng trưởng hòa hợp bình đẳng, biết rõ như thật; niệm pháp tăng trưởng tương ứng bình đẳng, biết rõ như thật; bốn, niệm thân chánh tri hòa hợp bình đẳng, biết rõ như thật; niệm thân chánh tri tương ứng bình đẳng, biết rõ như thật; năm, niệm thân hành chánh tri hòa hợp bình đẳng, biết rõ như thật; niệm thân hành chánh tri tương ứng bình đẳng, biết rõ như thật; sáu, niệm tất cả thân chánh tri hòa hợp bình đẳng, biết rõ như thật; niệm tất cả thân chánh tri tương ứng bình đẳng, biết rõ như thật; bảy, niệm tất cả thân hành chánh tri
hòa hợp bình đẳng biết rõ như thật, niệm tất cả thân hành chánh tri tương ứng bình đẳng biết rõ như thật. 8. Niệm thân hành khi năng hòa hợp bình đẳng biết rõ như thật, niệm thân hành khi năng tương ứng bình đẳng biết rõ như thật. 9. Niệm hỷ chánh tri hòa hợp bình đẳng biết rõ như thật, niệm hỷ chánh tri tương ứng bình đẳng biết rõ như thật. 10. Niệm lạc chánh tri hòa hợp bình đẳng biết rõ như thật, niệm lạc chánh tri tương ứng bình đẳng biết rõ như thật. 11. Niệm tâm chánh tri hòa hợp bình đẳng biết rõ như thật, niệm tâm chánh tri tương ứng bình đẳng biết rõ như thật. 12. Niệm tâm hành chánh tri hòa hợp bình đẳng biết rõ như thật, niệm tâm hành chánh tri tương ứng bình đẳng biết rõ như thật. 13. Niệm tâm hành khinh an hòa hợp bình đẳng biết rõ như thật, niệm tâm hành khinh an tương ứng bình đẳng biết rõ như thật. 14. Niệm tâm hỷ lạc hòa hợp bình đẳng biết rõ như thật, niệm tâm hỷ lạc tương ứng bình đẳng biết rõ như thật. 15. Niệm tâm thắng giải hòa hợp bình đẳng biết rõ như thật, niệm tâm thắng giải tương ứng bình đẳng biết rõ như thật. 16. Niệm tâm đẳng dẫn hòa hợp bình đẳng biết rõ như thật, niệm tâm đẳng dẫn tương ứng bình đẳng biết rõ như thật. Như thế cho đến quán vô thường, quán ly dục, quán tịch diệt, quán xuất ly hòa hợp bình đẳng biết rõ như thật, tương ứng bình đẳng biết rõ như thật. Tỳ kheo đó gọi là 16 tâm niệm. Tỳ kheo là bạch Phật, bạch Thế Tôn, bốn quả thanh văn là gì? Phật nói đó là quả vị Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Những người chứng quả thanh văn này tin hiểu 10 hiệu của Như Lai, công đức viên mãn, hiệu đạo chánh pháp thanh tịnh, giảng thuyết cho mọi loài không cùng tận, hiệu đạo tăng già đầy đủ các cái việc thiện, công đức viên mãn, thấu tỏ lý vô ngã, tịnh tu phạm hạnh, độ giới định tuệ, giải thoát vô ngại, chỉ có tri kiến được công đức xuất thế, chuyển bánh xe chánh pháp, chứng quả Tu Đà Hoàn, công đức đầy đủ chứng quả Tu Đà Hàm, công đức đầy đủ chứng quả A Na Hàm, công đức đầy đủ chứng quả A La Hán, đủ công đức nơi giới định tịnh viên mãn, thánh trí hiện hiện, tự tại an ổn, không còn phiền não, cho đến đời vị lai cũng không gián đoạn, không thoái chuyển, dùng trí phương tiện quán xét, thông đạt tất cả không ngại. Tỳ kheo như thế gọi là bốn quả thanh văn. Tỳ kheo bạch Phật, và Thế Tôn, mười lực của Như Lai là gì? Phật nói đó là: một, xứ phi xứ trí lực, hiểu đúng về nhân quả tương ứng bất tương ứng. 2. Tự nghiệp trí lực, hiểu đúng về ba nghiệp của ba đời. 3. Tịnh lực giải thoát đẳng trì đẳng trí trí lực, biết rõ tất cả. 4. Căn thánh địa trí lực, hiểu rõ về năm căn tính hoặc tâm nhu hòa trung thượng. 5. Chủng chủng thắng giải trí lực, quán xét tất cả pháp thông đạt hiểu rõ. 6. Chủng chủng giới trí lực, hiểu rõ giới tánh của vô số thế giới. 7. Biến thố hành trí lực, hiểu rõ mọi sự sai biệt của các cõi. 8. Túc trụ tùy niệm trí lực, hiểu rõ về đời sống trong quá khứ. 9. Sinh diệt trí lực, hiểu rõ về nhân duyên sinh diệt của các loài hữu tình. 10. Lậu tận trí lực, đoạn trừ hết các hoạt nghiệp. Tỳ kheo đó gọi là 10 lực của Như Lai. Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, bốn vô sở ý là gì? Phật nói đó là: một, chánh đẳng giác vô ý, Phật ở quá khứ vị chánh đẳng giác, biết hết các pháp, tâm không sợ sệt, chư thiên ma phạm sa môn bà la môn trời người A-tu-la đều cung kính. 2. Lậu tận trí vô ý, Như Lai chấm dứt hết các lậu hoặc dục nhiễm phiền não, trên nơi an ổn không lo sợ gầm tiếng gầm của sư tử trong đại chúng, phạm vương đến thích chuyển luôn thánh vương tôn trọng khen ngợi. 3. Xuất chướng đạo vô ý, Như Lai hiểu rõ thánh đạo của ba thừa, đối với các pháp không chướng ngại, tâm không lo sợ, chư thiên ma phạm sa môn bà la môn đều cung kính. 4. Xuất khổ đạo vô ý, Như Lai đã trải qua vô số kiếp tu tập pháp thiện, đủ năng lực quyết định ra khỏi đường cổ, chư thiên ma phạm sa môn bà la môn đều cung kính. Tỳ kheo đó gọi là bốn vô sở ý. Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, bốn vô ngại biện là gì? Phật nói đó là pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, biện tài vô ngại biện. 1. Pháp vô ngại biện, trí không thoái chuyển về pháp vô lậu. 2. Nghĩa vô ngại biện, trí không thoái chuyển về tuyên thuyết về thật nghĩa. 3. Từ vô ngại biện, giải thích được tất cả những vấn nạn của chúng sinh, làm cho chúng sinh vui vẻ. 4. Biện tài vô ngại biện, trí không thoái chuyển, tâm đạt được tất cả pháp suốt thế gian. Tỳ kheo, đó gọi là bốn vô ngại biện. Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, 18 pháp bất cộng là gì? Phật nói đó là: 1. Như Lai không lỗi lầm. 2. Không có lời nói thô. 3. Không vọng tưởng. 4. Không có tâm bất định. 5. Không quên niệm. 6. Không sở dục mà không quyết đoán. 7. Niệm không giảm. 8. Tinh tấn không giảm. 9. Định không giảm. 10. Tà không giảm. 11. Giải thoát không giảm. 12. 13. Thân nghiệp luôn hành theo trí tuệ. 14. Ngưỡng nghiệp luôn hành theo trí tuệ. 15. Ý nghiệp luôn hành theo trí tuệ. 16. Biết rõ đời quá khứ không chấp trước không chướng ngại. 17. Biết rõ vị lai không chấp trước không chướng ngại. 18. Biết rõ hiện tại không chấp trước không chướng ngại. Tỳ kheo như thế gọi là 18 pháp bất cộng. Tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, 32 tướng của Phật là gì? Phật nói đó là:
một bàn chân bằng phẳng đầy đặn, hai dưới bàn chân có hình bánh xe ngàn cân, ba tay chân mềm mại như đô la miên, bốn giữa ngón tay chân có màng lưới vàng, năm ngón tay chân thon dài tròn trịa, sáu gót chân tương xứng với mu bàn chân, bảy mu bàn chân cao đầy tương xứng với gót chân, tám bắp chân tròn như chân nai chúa Eneya, chín tay tròn dài quá cố như vòi voi, 10 năm căn ẩn kính tương như tướng ba rồng, 11 chân lông xanh xoay tròn về bên phải, 12 tóc mềm xoăn cuộn về bên phải, 13 da màu hoàng kim sáng bóng sạch đẹp, 14 da trơn mịn không bụi đất, 15 bảy chỗ là bàn tay bàn chân hai vai cổ bằng phẳng tròn đầy, 16 giữa vai và sau cổ tròn đầy đẹp, 17 hai nách sạch đẹp, 18 dung người tuấn tú, 19 thân cao đẹp cân xứng, 20 thể tướng cân đối, 21 trên thân to lớn đỉnh đạt như sư tử chúa, 22 thân luôn phóng hào quang một tầm, 23 đủ 40 chiếc răng ngay thẳng sạch đẹp kính, 24 bốn răng cửa bén trắng trông như tuyết ngọc, 25 được thức ăn tối thượng, 26 lưỡi rộng dài che cả mặt, 27 tiếng nói hay ai cũng thích nghe, 28 lông mi suông đẹp như mắt trâu chúa, 29 mắt xanh biếc đen trắng rõ ràng, 30 mặt như trăng tròn, lông mày sạch đẹp như cung đế thích, 31 lông trắng giữa hai chặng mày xoay về bên phải sáng đẹp mềm như đô la miên, 32 trên đầu có nhục kế như thiên ái tỳ kheo, như thế gọi là 32 tướng. Phật thuyết pháp thừa nghĩa quyết định kinh quyển hạ. Bây giờ Phật bảo tỳ kheo thầm thâm dũng mãnh, thân sắc vàng đủ 32 tướng của Như Lai là do những hành nghiệp ở đời quá khứ mà có. Như Lai sẽ phân biệt giảng thuyết cho các vị nghe. Tỳ kheo hãy lắng nghe kỹ. Chư Phật Thế Tôn trải qua vô số kiếp tu hành Bồ Tát an trụ hoàn toàn và vững chãi trong giới, nhẫn, thí nên được tướng bàn chân bằng phẳng. Luôn tìm cách cứu giúp chúng sinh khổ não, hiếu thuận cha mẹ trang sức bằng sự bố thí, chưa từng thoái chuyển nên được tướng hình bánh xe ngàn cân với bàn chân. Cung phụng đầy đủ vật cần dùng, thoa thân tắm rửa y phục cho các bậc tôn trưởng, không thoái chuyển nên được tướng tay chân mềm mại, tạo lợi ích cho hữu tình bằng bốn nhiếp pháp, bình đẳng cứu giúp chúng sinh không sai khác nên được tướng màn lưới vàng giữa các ngón tay chân, cung kính hòa thuận các bậc tôn trưởng, trừ bỏ tâm tổn hại và không trộm cướp, dùng pháp thiện ngầm giúp đỡ chúng sinh nên được tướng ngón tay chân tròn đầy, dùng trí phương tiện khuyên nhủ chỉ dẫn bảo hộ chúng sinh làm cho chúng tu hạnh lành không hề thoái chuyển, nên được tướng gót chân tương xứng với mu bàn chân, của bàn chân cao đầy mềm tương xứng với gót chân. Thọ trì hiểu đúng chánh pháp giải thuyết cho mọi người, cung cấp cho mọi người, cho mọi loài nên được tướng bắp chân tròn như chân lai chúa. Siêng năng tu hành hạnh lành, dần tăng trưởng pháp lành nên được tướng tay dài quá gối. Dùng chánh pháp từ bi thao phục những chúng sinh bị xua đuổi không nơi nương tựa, làm cho chúng biết khổ thẹn nên được tướng nam căn ẩn kính như long tượng. Khéo quan sát trí sáng luôn thích gần của bậc hiền thiện, nương từng phần mà hiểu sâu và nghĩa phi diệu, rồi bỏ các trần cấu như uế nên được tướng chân lông xanh mềm xoay về bên phải, tóc cuộn xoay về bên phải. Bố thí pháp vui, thức ăn uống, xe cộ, y phục, đồ trang sức, các vật nuôi thân, dứt hẳn sân hận đã được tướng sắc thân màu vàng rồng, da trơn mịn bụi không bám. Bố thí thức ăn ngon cho chúng sinh để chúng no đủ nên được tướng bảy chỗ trên thân bằng phẳng. Tùy chúng sinh mà thọ sinh làm đúng pháp, làm người đứng đầu, người giúp đỡ, không có tâm ngại mạn hung dữ, làm lợi ích cho chúng sinh, nên được tướng thân trên sư tử như sư tử chúa, dùng mảnh nhanh nhẹn trong mọi việc, vai của nách đều đặn, thân cao lớn đỉnh đạt. Từ phòng hộ thân ngự ý nghiệp, đem thuốc cho người bệnh, không đảm trách việc bất bình đẳng, hoặc giải hòa những sự tranh chấp, nên được tướng thân cân xứng, phô ánh sáng một tầm, bỏ lời nói chia rẽ phá hoại bạn bè, dùng lời hay hòa hợp sự chia rẽ nên được tướng đủ 40 chiếc răng ngay khít sạch, tu tâm từ rộng lớn suy xét thật nghĩa của pháp nên được tướng bốn răng cửa bén trắng như ngọc tuyết, thương nhớ chúng sinh như con một, luôn tìm cách cứu giúp cho thuốc men nên được thức ăn tối thượng, trừ bỏ sát hại, tu tâm từ hành đúng chánh pháp rộng lớn nên được tướng nhục kế trên đỉnh đầu, lưỡi rộng dài che cả mặt, luôn tu những lời nói thật hòa ái đúng pháp vui lòng nên được tiếng nói của vạn thiên, dùng ngôn ngữ biện tài hòa nhã làm vui lòng người, thực hành hành đại từ bi ở đời, thương yêu tạo lợi cho chúng sinh nên được mắt xanh như châu chúa.
khen ngợi bậc có đức, ca tụng sự tốt đẹp của họ nên được tướng mặt như trăng tròn, lông mày như cung đế thích, lông trắng giữa chặng mày so với bên phải, sáng đẹp như đô la miên. Đó là nhân duyên đời trước của 32 tướng. Thì khen bạch Phật, bạch Thế Tôn, tới mấy vẻ đẹp của Phật là gì? Phật nói đó là một móng tay nhỏ dài sạch đẹp, hai ngón tay tròn thon, ba khoảng cách giữa những ngón tay đều kính đều, bốn xương gân ẩn kín không hiện, năm tay chân mềm mại như ý, sáu gân mạch ẩn kín quanh co, bảy hai mắt cá không lộ ra, tám đi lại an nhàn tự tại như long tượng chúa, chín tới nuôi thanh nhã như thiên nga, 10 quay nhìn thì toàn thân quay theo như long tượng chúa, 11 các đốt tròn đẹp an ổn, 12 dung mạo thông dong không lo sợ, 13 thân phần ổn định không dao động, 14 các đốt xương liên kết nhau không hở như rồng cuộn, 15 đầu gối tròn đẹp, 16 những tướng ẩn thì trong sạch không nhơ, 17 các đốt kính chắc, 18 thân tướng đoan nghiêm, 19 thân thượng vóng ánh sáng, 20 rốn tròn sâu khác lạ, 21 rốn dày nhưng không lồi lõm, 22 thân thể sáng sạch không nhơ, 23 da không có nếp nhăn, 24 lòng bàn tay đầy vằn tươi, 25 bụng vuông vức mềm mại, 26 vằn tay dài sâu thẳng không dứt, 27 môi đỏ như trái tần bà, 28 mặt đẹp như trăng tròn, 29 lưỡi dài rộng che cả mặt, 30 tiếng nói như tiếng phạm thiên vang xa như trống trời, 31 mũi cao thẳng là mũi không hiện ra, 32 răng vuông bằng, 33 bốn răng cửa trắng bén, 34 mắt sạch rõ ràng, 35 mắt như cánh sen xanh, 36 lông mi trên dưới ngay khít, 37 lông dài, lông mày dài mềm không bạc, 38 thân trên oai nghiêm như sư tử chúa, 39 trán rộng dày bằng, 40 tay dài dày, 41 hai tay bằng đẹp không khiếm khuyết, 42 dung mi làm cho người thấy đều cung kính không ghét không nắm nhiễm, 43 lông mày xanh thẳng đẹp, 44 lông mày cao sáng như mặt trăng mới mọc, 45 tóc xanh bự không bạc, 46 tóc thơm sạch mềm xoay về bên phải, 47 tóc suông ống mượt, 48 lông tóc không rụng, 49 tóc không nhơ, 50 thân phần đầy đủ bền chắc, 51 thân tướng đẹp, 52 các lỗ sạch sẽ, 53 thân lực thù thắng không ai sánh kịp, 54 thân đẹp ai cũng thích nhìn không chán, 55 mặt tròn đẹp cân xứng như mặt trăng tròn mùa thu, 56 dung mạo thư thái đẹp luôn mỉm cười nhớ mãi lời đã nói, 57 sắc mặt tươi đẹp không buồn không có sắc tái đỏ, 58 thân sạch không hôi dơ, 59 chân lông luôn thoảng hương thơm như ý, 60 trên mặt thường thoảng hương thơm thù thắng, 61 đầu tròn đẹp như cả lòng cõi trời, 62 lông xanh sạch sáng như lông chim công, 63 tiếng nói hợp cơ hợp lý, 64 nhục kế không ai thấy được, 65 đốt tay chân rõ đẹp, 66 khi đi cách đất bốn ngón tay nhưng vẫn in dấu, 67 tự giữ mình không cần người bảo vệ, 68 thân không lay động xiên vẹo, 69 oai đức chấn động, 70 kẻ sân thấy được vui, người sợ sợ thấy được an ổn, 71 tiếng nói không to nhỏ luôn hợp căn cơ, 72 quán sát thuyết pháp hợp căn cơ, 73 dù một âm thanh thuyết pháp nhưng mọi chúng sinh đều tin hiểu, 74 thuyết pháp tuần tự theo nhân duyên là lẽ đúng, 75 quan sát chúng sinh khen việc thiện chê việc ác nhưng không yêu ghét, 76 quan sát trước khi thực hành làm đúng khuôn phép khiến mọi người biết cái hay đẹp, 77 tướng đẹp của Phật không ai thấy hết, 78 nhục kế tròn chắc, 79 dung nghi không già suy, 80 tay chân và trước ngực có tướng các tường. Tỳ kheo, như thế gọi là 80 vẻ đẹp. Nói pháp xong, Đức Phật bảo tỳ kheo thậm tâm dũng mãnh, ta đã thuyết giảng nghĩa ví dụ của các pháp. Pháp ấy trước giữa sau đều thiện, lợi ích an lạc, các ông hãy khéo giữ gìn, giảng thuyết phân biệt chỉ dạy cho chúng sinh, khiến tu phạm hạnh. Ngày ăn một bữa, đủ ba y, ở chỗ trống hoặc nghĩa địa, nơi rừng cây, chỗ vắng lặng, tu hạnh đầu đà, siêng năng không biến nhát, dứt hết lậu hoặc nhiễm ô, để giải thoát rốt ráo. Nghe Phật dạy, tỳ kheo thầm tâm dũng mãnh cùng các đại tỳ kheo khác, các chúng trời người Atula được vui vẻ đảnh lễ chân Phật, tin nhận phụng hành.